Hôm nay thứ tư mình sức chiêu đi ra ngoài kia bắt những cái con tôm lớn như thế này cho các bạn xem. Đây là vùng đất Đan Mạch và hiếm hoi lắm nha các bạn, phải là con này lúc nào cũng có đâu. Đó, cho nên cái hồ này có rất là nhiều, mình đi vô mình bắt mấy con tôm này các bạn xem. Đó, tôm mà cái càng nó đỏ nè. Trời thật chúng cực kỳ lắm, trong này gặp đầy luôn. Hai con này là khác nhau nha, một con càng đen nha các bạn. Cái con này là cái càng đỏ nè. Đó mà màu vàng, con này của mình nó màu đen, hai con khác nhau. Con này gặp nó ngon hơn, con này gặp nó càng ngon hơn nữa. Không biết cái con nào ngon nhưng mà thật sự nó rất là ngon. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn đi xem được coi bữa nay mình thu hoạch trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi mà bắt trên coi như là mấy trăm con. Bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem. Đây các bạn xem mấy trăm con tôm nó bò lẩn ngẩn lên ngang trong này nè, thấy chưa, rất là nhiều. Nói chung ra tôm này làm gỏi ăn cũng được mà nấu lẩu ăn cũng được, cái gì chơi cũng được hết, nhưng mà nó gặp khiếp lắm, giống như cua biển này nha các bạn. Các bạn nhìn xem đây, quá trời luôn. Đây giống như một cái đống núi luôn á các bạn, nghĩ xem khi nào các bạn nào mà sau mùa dịch mà có rảnh gọi đến đâu mà xin liên lạc với mình sẽ vui lòng dắt các bạn đi đến ngay chỗ bắt tôm nướng ăn trời cho nó vui số 1 luôn, không tiếc gì công lao của mình đâu, mình không thành vấn đề chuyện đó, nhưng mà sẽ giúp cho các bạn đi đến một nơi coi như là an toàn, vừa bắt tôm lên nướng số 1 á. Thôi mình cũng cho các bạn xem những cái là tôm vậy. Đây gần trong chút cho nó gõ gõ tôm chút để coi thấy nó không à. Đó. Tại vì con này nó bò nghe các bạn, nó không giống như miếng tôm kia đâu, nó bò dữ dằn lắm. Cho nên mình xúc cho